Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ ly chè Thái Nguyên cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, vừa rồi có được hầu chuyện một sư huynh. Đấy, sư huynh của mình đã lục tuần rồi. Đấy, sư huynh của mình bảo rằng đệ nói rất chi lý nha. Đấy, thì có cái video mà mình chia sẻ ấy là mua ở đâu cũng phải trả tiền, mua ở đây mua giúp bạn hiền vẫn hơn. Đấy, thì sư huynh lục tuần của mình, sư huynh của mình 60 đấy nha, sư huynh của mình bảo chú mày nói rất chi là chi lý, mua ở đâu cũng phải trả tiền, thế nhưng mua ở chỗ chú mày thứ nhất là nó không bao giờ lo hỏng, là như chú mày chia sẻ là mua đài của lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương thì không bao giờ phải lo nó hỏng, thế cho nó nhanh chỉ thẳng vào cái đài nhá, giỏi thì hỏng đi, hỏng thì gửi vào địa chỉ cho đồng chí Khang, sau 24 tiếng nó lại rên rỉ trở lại. Đấy là xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, và đệ cũng xin cảm ơn sư huynh. Sư huynh bảo coi như thế là chú chia sẻ những cái như vậy là rất chi là chi lý nha. Đấy, nhắc lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, mua ở đâu cũng phải trả tiền, mua ở đây giúp bạn hiền vẫn hơn, mua đài của lão nông không bao giờ phải sợ nó hỏng, phải lo nó hỏng, cứ dùng thoải con gà mái tí tã nha, 24/24, không dùng cũng cắm điện vào, nếu nó hỏng gửi cho lão nông, sau 24 giờ lão nông gửi lại là nó lại rên rỉ lên. Đấy là xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Panasonic. Chiếc đài Panasonic có model là EZX MZX1 nha. Đấy, MZX1. Chiếc đài này là đài nội địa của Nhật Bản. Nguyên bản của nó là chạy điện 100V. Tuy nhiên người chủ trước người ta đã chuyển điện sang 220V rồi. Đấy. Đài này thì nó gồm có tính năng là một là chạy đĩa CD, hai là chạy đĩa MD, ba là phần radio, nó không có băng cassette. Phần đĩa CD nó vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên cái mắt laser của nó cũng hơi yếu rồi nha, phải đĩa ngon. Phải cho nó ví dụ như đĩa thịt bò vào đây hoặc là trâu xào rau muống, còn nếu mà thịt dê thì càng tốt. Nếu còn nếu mà gọi là đưa đĩa rau lang hay rau muống vào đây là nó không sơi được. Đấy, thế nhưng mà có cái nồi canh lá dâm bụt nha. Con này lại thích ăn lá dâm bụt. Đấy, là nó ăn. Đấy. Phần đĩa MD thì anh Trần Văn Tịt. Phần radio thì AM là mình bỏ qua. Nhưng băng sóng FM thì coi như thế là lão phu đã kê đơn bốc thuốc và có một cái phác đồ điều trị và đã thành công tốt đẹp. Nguyên bản của nó là tần số từ 76Hz cho tới 90 là hết. Bởi vậy về đến cái khu vực của ta là bắt sóng rất chi là ít. Đấy, thì lão nông đã can thiệp vào và bây giờ nó đã bắt được rất nhiều đài và nó cũng đạt ở cái thể là Trần Thị Nét. Trần Thị Nét nha. Đấy, chiếc đài này mình cung cấp với một cái mức thóc mà đã được máy tính chuyển đổi sang tiền, đó là 250.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 250.000 đồng thì đã mất bóc tách ra mất 50.000 tiền thùng xốp rồi. Chiếc đài này mình chỉ có thu về 200.000 đồng thôi. Thế mà lại còn phải can thiệp vào cái phần radio, đấy cũng lại phải bốc thuốc kê đơn này nọ cái lọ cái chai. Thế nên là mong mọi người cũng không nên trả giá nữa, vì trả giá nữa là ảnh hưởng đến cái chai nút lá chuối của lão nông nha. Đấy. Hai cái loa thì chia sẻ rồi. Cái côn của nó to như cái ống phi 21 nha. Đấy, anten thì dài, anten zin. Thì cái ngoại hình của nó thì hơi bị chảy xước đây này. Đấy, đấy, ngoại hình thì nó hơi bị chảy xước. Đấy. Nhưng mà cái kiểu dáng thì rất chi là độc lạ nha, kiểu dáng thì độc lạ. Đấy. Đấy, nó có chảy xước này. Đấy, kiểu dáng thì độc lạ. Thế nhưng mà
Đài này thì đã được tắm rửa vệ sinh sạch sẽ nha. Đấy. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của nó. Đây là công tắc nguồn đây này. Công tắc nguồn này. Tắt nha. Tắt thì bao giờ cũng vậy. Hàng của Nhật thì bao giờ đây. Cái này là cái đồng hồ đấy, đồng hồ để báo giờ. Cái mặt này có thể úp vào hoặc là ngửa ra. Đây. Đấy, thế vấn đề là nó ở chỗ đấy. Đây, Panasonic. Thế bây giờ mời mọi người xem mặt mũi của em nó nhá. Này. Đấy, hay chứ nhỉ. Đây. Mở đây. Đấy. Có nét không ạ? Có phải là Trần Văn Nét không ạ? Đây là quay, bắt đầu quay về từ 76 này. Ta nắm tay nàng nó. Đây, dò sóng ở đây này. Này, đấy. Bắt đầu từ 76 đây nhá. Bắt đầu dò đi này. Con này nó không có chức năng dò tự động. Chỗ này có một đài nhưng mà vớ vẩn có khi lại gà lên chuồng rồi là cái sóng này cũng nghỉ luôn. Đấy. Sóng này nó có hiển thị nhưng mà không có âm. Đừng làm thế. Ta nhìn nè, đấm nịt mấy nhỏ nhẹ đổi. Cầu lạc ngàn hầu tài hoa lỗi lạc. Quan lộ thanh thang. Lo học hành mà làm nên danh nghiệp. Đừng đa mang thêm cái ca nhi nhỏ bé này mà học nghiệp lớn. Chuyển sang cái đài khác là nó nét. Thế mà đã 10 năm. Năm đó thi hương, ta chiếm giải nguyên trường thi Nghệ An, đứng đầu 2000 sĩ tử. Rồi vào triều được bổ làm thực thụ biên tu. Rồi đi sơ khảo kỳ thi hương trường thi Thừa Thiên. Kỳ thi phúc khảo thi. Ngọn tháp này toan danh toàn thế giới, thu hút hàng trăm lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đồng thời được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới vào năm 1987. Tháp gồm 8 tầng, cao 54. Đây là volume to nhỏ đây này. Volume to nhỏ này. Lên này. Đấy. Đây vừa cọ vào đây nó chuyển sang CD. Lấy cái đĩa CD ra đã nhá, lấy cái đĩa CD ra đã, khỏi phải lo nó gì. Bây giờ chuyển sang FM này. Cái người nghệ sĩ á, ngoài cái giọng hát ra, nhịp nhạc cái này nó lại không có tính năng dò tự động. Với tổ chức tuyên truyền phổ giáo dục nghĩa vụ quân sự đến cán bộ đảng viên và nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phú tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Anh Phan Văn Khải, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phú, chia sẻ. Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ chỉ tiêu, đủ số lượng của cấp trên. Lao động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi vận động các cái nguồn xã hội hóa để dành các cái nguồn hỗ trợ cho người lao động. Cái tổng mức mà năm nay chúng tôi dự đoán trên trong các kế hoạch cả của tỉnh, của công đoàn.
có chút phiền toái và anh hiểu đâu nó đang không nghĩ bằng thử phải xây nữa mà anh thấy thằng mắt nó chạy đi đâu. Điều gì đến cũng đến mặt nó tái hơn thích bôi chân, đó là khi anh đâm không trượt phát nào người nó từng phần từng phần từ giờ đến lúc xong lúc ông đốt. Đấy, đây sóng này nhưng nó nghỉ rồi. Hết rồi. Đấy là bắt đầu về từ 76 nha. Đấy, đây có sóng nhưng sóng này nó nghỉ phát rồi. Chứ không là bắt được nhiều đó. Còn một chữ lụt để mà là Trình Nương và đấy là sóng này này em à. Cho nên đĩa CD nhá. Đấy. Lấy đĩa CD ra này. Cho cái thằng cu này vào này. Đấy. Đấy, nhận bài rồi này. Có 9 bài nhá. 67 phút 41 giây này. Play.
tạm dừng. Mà thôi, không phải tạm dừng nữa, dừng hẳn luôn. Nhắc lại với các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài Panasonic này mình cung cấp với một cái mức giá là 250.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci beaucoup.